Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình thời sự trước về cảm nhận và lo lắng của người dân về chất lượng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo. Chúng tôi đã tìm hiểu thực tế tại đơn vị cấp nước cho hơn 90% dân cư thành phố Vinh là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An. Và nỗi lo của người dân không phải là không có cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng ở chân cầu Mượu. Phía sau lưng tôi là trạm bơm cấp 1 cầu Mượu thuộc nhà máy nước Hưng Vĩnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước tỉnh Nghệ An. Đây là trạm bơm cấp nước sinh hoạt cho khu vực thành phố Vinh. Tuy nhiên, như quý vị và các bạn đang thấy, nguồn nước mà trạm bơm sử dụng để cấp nước cho thành phố Vinh rất bẩn, nước đục và vàng, rác và các chất thải đầy xung quanh ống hút để đưa vào trạm bơm. Trạm bơm cấp 1 cầu Mượu có công suất 65.000 mét khối một ngày đêm, là trạm cấp nguồn nước chính cho nhà máy nước Hưng Vĩnh. Nguồn nước thô được lấy từ sông Lam, đoạn qua cầu Mượu. Tuy nhiên, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nguồn nước thô bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ngay tại cửa cống hút nước, rác, xác súc vật trôi nổi trên mặt nước. Cách trạm bơm khoảng 300 mét là nhà máy bia Sài Gòn có nguồn nước xả trực tiếp xuống sông Lam. Dọc bờ sông có nhiều trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm xả chất thải trực tiếp xuống sông và là nơi tập kết rác thải. Chỉ cần có mưa, tất cả chất thải này sẽ trôi xuống sông, gây ô nhiễm nguồn nước thô của nhà máy nước Hưng Vĩnh. Khi chúng tôi phản ánh vấn đề này với lãnh đạo nhà máy nước Hưng Vĩnh và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An, cả phía nhà máy và công ty đều xác nhận nguồn nước thô chưa đảm bảo chất lượng. Là cái chất lượng nước đầu nguồn, tức là những cái người dân mà ở trên đầu nguồn ấy, mà người ta là thường là tiếp xúc. Mà nếu người ta có ý thức tốt thì cái nước đầu nguồn tốt thì nó cái chất lượng nó tốt hơn. Thì tất cả các cái xã mà nằm phía đầu nguồn là không thả tất cả những cái chất thải bẩn vào sông. Thứ hai nữa tức là không xả thải những cái chất thải mà nguy hại có tính chất là ảnh hưởng đến chất lượng nước. Những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi ghi lại ngay trước trạm bơm cầu Miệu cho thấy rác bẩn, nước bẩn là rất trầm trọng. Tuy nhiên, về phía lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An cho rằng đã thường xuyên làm công tác vệ sinh nguồn nước, tuyên truyền để nhân dân không xả thải bẩn ra sông. Rõ ràng, nguồn nước thô có vấn đề. Tuy nhiên, nhà máy nước Hưng Vĩnh vẫn bơm vào để sử dụng tại hai trạm bơm, cầu Mượu và cầu Đước. Riêng trạm bơm cầu Mượu có công suất 65.000 mét khối một ngày đêm. Nguồn nước này được chuyển về nhà máy nước Hưng Vĩnh để xử lý. Hiện tại thì nguồn nước thô của nhà máy nước Hưng Vĩnh thì cái trạm cầu Miệu là nó cũng tương đối tốt, chỉ có cái trạm cầu Đước là nó có bị nhiễm khuẩn về các chất hữu cơ vi sinh vật. Thì cái này là chúng tôi sẽ tăng cường xử lý bằng cách là cơ lọc hóa đầu vào. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An đang có hơn 76.600 hợp đồng sử dụng nước của công ty, chủ yếu là dân cư thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Và lượng khách hàng không ngừng tăng hàng năm cho thấy nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng lớn. Từ con số này cho thấy, nếu nguồn nước không đảm bảo sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của nhân dân. Làm việc với phóng viên, khi đề cập đến vấn đề chất lượng nguồn nước không đảm bảo, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An và nhà máy nước Hưng Vĩnh thì đổ lỗi là do hệ thống đường ống dài bị rò rỉ nên nước mới nhiễm bẩn. Đồng thời, công ty cũng cho biết công tác khắc phục đang trông chờ vào việc lập dự án vay vốn. Thì hiện nay nhà máy đã có cái dự án vay vốn của ADB để cải tạo hệ thống đường ống cấp 1 trên toàn bộ thành phố Vinh, là thay thế và xúc rửa lại tất cả những cái đường ống mà trước đây chưa đảm bảo chất lượng. Vấn đề chất lượng nước sạch đang thực sự được dư luận đặc biệt quan tâm và nhiều cử tri kiến nghị lên Hội đồng Nhân dân tỉnh. Liên quan đến chất lượng nước sạch, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có phiên làm việc với các đơn vị liên quan để có kết luận chính xác về vấn đề này. Trong khi nguồn nước không đảm bảo, thì cách đây không lâu, nhà máy nước đã tăng giá nước. 90% người dân thành phố Vinh đang dùng nước của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An. Và sẽ không có vấn đề gì khi giá nước tăng nhưng đảm bảo chất lượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này trong chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.